tiếp theo tập trước từ đằng xa của minh giới xuất hiện một chùm ánh sáng chùm sáng này phóng tới với tốc độ bàn thờ minh ngạc nhiên hỏi ngọn lửa vàng trúc long cũng thắc mắc xảy ra chuyện gì vậy từ trên trời hỏa diễm kim sắc cứ thế rơi xuống nó rơi như là mưa vậy đám yêu thú bên dưới bị hỏa diễm kim sắc này đốt cho tan nát gào gào a a a a mấy người bên dưới la lên trên trời có mưa lửa rồi yêu thú chết sạch rồi bên này diệp hàn vội vàng né qua một bên a a a a rốt cuộc là kẻ nào lúc này chùm sáng kia đã bay mất nó lực qua mặt của trúc long trúc long ngơ ngác hỏi cái gì trong chớp mắt đã bay qua rồi tốc độ này khiến cho mình phản ứng không kịp người này là bên này nhiếp ly đã hiện thân hắn đỡ lấy minh rồi hỏi sư tôn người còn ổn không trúc long thắc mắc người này là ai bên này la kiếm gào lên nhiếp ly huynh nhiếp ly lấy cái bình thuốc ra đặt lên tay minh rồi nói sư tôn đây là tễ thuốc thánh hồn người nhanh chóng dùng đi minh lúc này mới nhận ra nhiếp ly bên này linh vân ngây ngốc nhìn lên diệp hàn cũng hoảng hồn là tiểu tử này thế là hắn cung cút về bên trúc long trúc lung tối sầm mặt lại nhìn về nữ nhân trước mặt hắn cười phá lên ha 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 ta còn tưởng là ai thì ra là vũ diễm đúng là tìm được không tốn chút công sức nào đợi thôn phệ ngươi và thần cách của mình ta có thể thu thập được tất cả pháp tắc trên thế giới này trở thành thần thật sự của thế giới tiểu linh lung ha 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 đột nhiên trúc long cảm thấy rén rén tên này thầm nghĩ nhưng mà vũ diễm trước đó một kích đã đánh nát lực pháp tắc của mình xem ra nhiều năm trôi qua như vậy thực lực của cô ta cũng thăng cấp lên không ít trúc long khẽ nuốt nước bọt ực ừ. diệp hàn bên này đầu đầy dấu hỏi trúc long lại cười phá lên ha 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 trong lòng hắn nghĩ thật đúng là do mình nghĩ nhiều quá rồi những linh thần của thế giới tiểu linh lung đặt ở trong long khư giới vực cũng tương đương với cảnh giới thiên mệnh bây giờ mình đã bước vào thiên tinh cảnh vũ diễm cho dù là tu luyện đến giới hạn sao có thể là đối thủ của mình được chứ bên này minh không ngừng riêng gì ư ừ, ư ư ư trong lòng ông ta thoáng chốc kinh ngạc cái gì vết thương mà mình thiêu cháy pháp tác tạo thành Vậy mà trong chớp mắt đã hoàn toàn lành lại, sau đó, Minh cảm thấy khí lực tràn trề, hự, sau đó hắn hỏi đệ tử nhà mình, Nhiếp Ly, sao ngươi quay lại đây rồi? Mau đi, đi về Long Khư giới vực. Nhiếp Ly tự tin nói, sư tôn, có đệ tử ở đây, hôm nay ai cũng không thể làm mọi người bị thương. Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, hừm, ông ta nhìn xuống bên dưới mấy người bên dưới đã rất díu nhau đứng dậy, Nhiếp Ly thầm nghĩ, thì ra là như vậy, kiếp trước khi Quang Huy chi thành bị hủy diệt, tại sao người bảo vệ Minh vực lại không ra tay? Cuối cùng thì mình cũng đã giải được rồi. Lúc này nhiếp ly chừng mắt tức giận nhìn hai tên khốn nạn phản điện ở bên kia trúc long và diệp hàn diệp hàn bên này chừng mắt lên nhìn nhiếp ly hừ, sau đó tên này cười phá lên ha 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 nhiếp ly người đúng là khẩu khí lớn thật trong đầu tên này thầm mỹ những năm nay trời mới biết được thù hận của ta đối với nhiếp ly thâm sâu cỡ nào mỗi một ngày đều hận không ăn sống thịt của hắn ai mà từng nghĩ rằng nhiếp ly lại rời khỏi thế giới tiểu linh lung bây giờ hắn lại tự tìm đến tận cửa nhiếp ly lạnh giọng nói diệp hàn ngươi phản bội quang huy chi thành lại phản bội minh vực thân là con người lẽ nào không có chút sự xấu hổ nào sao diệp hàn hỏi lại xấu hổ đó là cái thứ gì vậy ha 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 nhiếp ly ngươi đã hủy đi tất cả mọi thứ của ta nếu như không phải là ngươi diệp hàn ta sao có thể rơi vào bước đường này ngươi đến rất đúng lúc hôm nay ân oán giữa ngươi và ta cũng nên kết thúc rồi nói rồi tên này ném cái áo choàng ra ngoài sau đó diệp hàn lao vút đến chỗ nhiếp ly mấy người bên dưới la lên a à, không gian đều sắp bị nứt ra rồi la kiếm nhắc nhở nhiếp ly cẩn thận diệp hàn đã đột phá đến thiên mệnh cảnh giới rồi nhanh né đi minh cũng vội vàng la lên nhiếp ly mau né đi thế nhưng thằng đệ tử của mình vẫn đứng im tại chỗ minh la lên không hay bên này diệp hàn đã tung nắm đấm vào mặt nhiếp ly linh vân bịt chặt miệng nấc lên đừng mà uỳnh một tiếng vang lên sóng xung kích làm không gian bên này chấn động ai cũng tối tăm hết cả mặt mũi từ trong đám khói bụi cái áo của diệp hàn rơi ra minh lo lắng hỏi nhiếp ly chết rồi sao diệp hàn tỏ ra đắc ý nói ha 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 nhiếp ly cho dù ngươi được chọn chúng đi về long khư giới vực thì đã sao cuối cùng vẫn không phải chết ở trong tay của Diệp Hàn ta hay sao? Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt làm cho Diệp Hàn chóng váng. Mấy người bên dưới ngây ngốc hỏi, Diệp Hàn đã nhìn thấy cái gì rồi? Phản ứng này, có khói, không nhìn thấy. Một quyền tại sao lại có khói? Quần áo quá bẩn. Nhiếp Ly thò mặt ra sau làn khỏi bụi, hắn ngoái ngoái lỗ tai rồi hỏi, "Diệp Hàn, vừa nãy ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, hay là ngươi nói lại lần nữa đi?" Lúc này, Diệp Hàn đã nhận ra Nhiếp Ly đỡ quyền của mình bằng một ngón tay. Tên này la lên, "Hả? Đám người minh vực bên dưới há mồm trợn mắt. Chúc Long cũng có chút bất ngờ, Minh thì muốn lòi hai con mắt ra ngoài, Diệp Hàn la lên: "Ngươi, không thể nào!" Thế là hắn bị đẩy lùi về phía sau, tên này gào lên: "Không thể nào, ta thôn phệ mảnh vỡ thần cách của lão giả Hỗn độ Linh Thần, còn săn giết nhiều cường giả bí cảnh như vậy, một thân tu vi sớm đã là thiên mệnh đỉnh phong, sao ngươi có thể chặn được công kích của ta?" Diệp Hàn nổi điên lên đập tay xuống đất la hét ầm ĩ: "Á a a!" Hắn thi triển ra, Hỗn độ Liệt Thần Quyền, vô số nắm tay đánh về phía Nhiếp Ly, nhưng Nhiếp Ly thản nhiên tránh hết. Diệp Hàn kinh sợ hỏi, cái gì? Thế là lại đánh ra vô số quyền nữa. Nhiếp Ly vừa né vừa nhàn nhã hỏi, Diệp Hàn, đây chính là đột phá những năm nay của ngươi sao? Quá yếu rồi đấy. Nhiếp Ly cơ bản là chỉ nghiêng trái nghiêng phải. Diệp Hàn hoảng sợ lui lại, hả? Mấy người bên dưới ngạc nhiên hỏi, hả? Nhẹ nhàng như vậy, Nhiếp Ly này rốt cuộc đã tu luyện đến tầng tự gì vậy? Bên này, Diệp Hàn đã thở dốc, phù phù, sau đó hắn nổi điên lên, đáng ghét, hỗn độn linh bộc, vô số quả cầu màu tím phóng ra. Lúc này, tên Diệp Hàn vung tay một cái, toàn bộ quả cầu màu tím lao về phía nhiếp ly mấy người bên dưới ôm đầu than thở toàn rồi chiêu này tuyệt đối là không né được cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh ngọc hương review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye